Ê ông xạo đâu hả? Mày đi vô coi. Ở lại không kêu luôn nổi. Ở lại không biết kêu đi rồi vậy. Tôi cho tên kìa, đậu phộng sắp thách thủ rồi. Dạ muốn kêu đi. Ê, không, bây giờ vô ăn hết đi, tôi đưa tiền thật luôn. Vô ăn đi, tôi đưa tiền thật. Nhé luôn, xin chào tất cả các bạn nha bạn. Lâu quá mới gặp lại các bạn. Bây giờ mình đang ở ngoài trước sân ông Phạm nha bạn. Mấy ổng hiện tại đang nằm chụp chội chơi nha. Mình mới suy nghĩ được một cái màn tròn ba thôi ổng. Thiệt là hay, thiệt là hấp dẫn nha bạn. Hôm nay mình sẽ tổ chức cho mấy ổng ăn bún riêu có thưởng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái mấy ổng về nha bạn. Mình sẽ ghi là mấy cái lá phiếu là ghi từ 1 tới 5 nha bạn. Mình sẽ ghi là lá phiếu là 1 với lá phiếu 2 là chỉ có 1 tờ thôi. Còn lá phiếu 3, 4, 5 là mỗi đó là một cặp nha bạn. Mỗi phiếu nó là mỗi phiếu tương ứng với là một giá mắm muốt hay mắm tôm gì đó các bạn. Cái đậu phộng về ra ngoài mình sẽ tổ chức cho mấy ông thi ăn nè, bún riêu mà trang cái giá đó nha bạn. Đó, bây giờ ai bóc vô cái phiếu mà ba phiếu ba đi là sẽ múc ba giá mắm muốt chế vũ tô các bạn. Ai mà ăn được nhiều đô nhất là sẽ thắng nha bạn. Đậu cái đậu phộng về ra ngoài mình sẽ tìm mọi cách để mà mình tráo đổi cái phiếu 1, 2 các bạn. Mình sẽ cho phiếu 3, 4, 5 không nha bạn. Cái đậu phộng mấy ông chỉ nghĩ cho ông thích cho mình các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ ra máy của mấy ông chơi này của mình nha bạn. Các bạn nhớ đón xem mình hơn hay gì của mình nha bạn. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn nha. Chào các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay anh em mình đang có mặt tại một quán bún riêu trên địa bàn thành phố Sa Đéc của anh em mình nha bạn. Quán bún riêu quen thuộc. Quán bún riêu này anh em mình từng trải nghiệm và từng thưởng thức rất là tuyệt vời, rất là ok nha bạn. Thì hôm nay thì Quay Phim nó có tổ chức cho anh em mình một cuộc thử thách ăn bún riêu nha. Thử thách như thế nào thì Quay Phim sẽ giới thiệu tới tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ tổ chức cho mấy ổng là thi ăn bún riêu có thưởng. Rồi đó tao nghe là bún riêu lòng, bún riêu phèo, bún riêu giò heo chứ bún riêu có thưởng là bún riêu gì? Thưởng sao nè? Hôm nay tôi nói cho bà có nghe là bún riêu có thưởng chưa bà? Bún riêu mà có thưởng á? Bún riêu có thưởng. Bún riêu mà có thưởng. Thường là con nghe là bún riêu giò heo đúng không bà? Bún riêu lòng đúng không? Còn tự nhiên nó nói chẳng còn đi ăn bún riêu có thưởng nữa gì ta? Bún riêu có thưởng là bún riêu ăn là bún riêu. Ăn bún riêu có thưởng là không có tiền đâu cô. Có tiền, Ở đây mình đã chuẩn bị một đống phiếu các bạn. Trong đây là sẽ có phiếu số 1 và phiếu số 2 và hai phiếu số 3, hai phiếu số 4, hai phiếu số 5. Ok. Cái đó này, ví dụ như ông bóc vô phiếu số 1 là ông sẽ trang một giá này vô cái tô bún riêu của ông. Rồi, hiểu chưa? Giá này luôn ha. Ví dụ như ông bóc phiếu số 5, ông sẽ trang 5 giá này vô. Sao ông nội sao ăn ông cố? Thì bây giờ mới là thử thách. Ông muốn lẹ luôn quá. Biết là cái này mà trang 5 giá vô là hành gì vô ông cố. Hành bún riêu. Hành tính bạc mà. Biết là cái này hết đựng chứ giá rồi. Cái giá này nhỏ vậy, đậu bỏ cái trang 5 giá này là cái ca này mà trang 5 giá không đủ. Rồi, quan trọng là trang 5 giá này vô là không được để gì khác vô tô bún riêu nha. Chỉ để giá này thôi. Không được tranh luôn anh. Không được. Không luôn. Á đồ với trời. Không xin được xếp luôn ha. Không. Đúng rồi, thử thách chúng ta là thử thách khó. Giờ cho ông kiểm phiếu trước. Rồi hiểu hôm nay là ai ăn con ăn cuối cùng là sẽ được một chai. Là người nào còn ăn cuối cùng là nhận được triệu. Đúng. Đây. Nhưng mà phải ăn hết tô nha. Hết tô. Ông đưa tiền lấy tiền. Quan trọng là phải ăn hết tô. Ông lấy tiền tôi kiểm phiếu nè. Lấy tiền đi rồi tôi kiểm phiếu. Thôi giữ 50 trong hôm nay. 50% đậu không gia lộ tôi 50% cái thèm. Đậu không. 100% tao còn chưa chịu nữa. Ông trời ơi, để cho khác giữ tờ, bây giờ đồng lấy được không? Hồi lần trước tao giữ hết. Giữ hết trò. Rồi ông giữ em người giữ thôi. Giữ là anh tự thắng là sao? Lỡ như nó đạt trò 1 trong tụi bay nữa tao chính đạn nữa hả? Rồi kìa biết đây. Đúng rồi. Đâu có biết là nào. Số 1 ai đâu? Nè, trong đây là 1 2. 1 2. Đúng. 2 số 3. Đúng. 2 số 4. Đúng. 2 số 5. Rồi. Là con số 1 mình chỉ có 1. Đúng. Con số 2 chỉ có 1 luôn. Đúng. Còn số 3 là 2. Đúng. Số 4 là 2. Đúng. Số 5 là 5. 5 là 2 luôn. Đúng. Vậy là bắt vô nào là trang nhiêu đó hả? Đúng. Khách thằng ơi à, cái này nó biết bắt gì em trời. Cũng guốc. Ủa mà kêu một tô ra là mình bắt lần thôi hay sao? Nó bắt mấy lần. Kêu một tô ra là bóc một lần một hà là trang nhiêu đó luôn á. Bắt mỗi tô là té luôn á. Mỗi tô nào là bóc một lần một tô đó luôn.
đúng rồi, ok. À, vậy là một tô bắt một lần đúng, ok. Vậy là quay phim nó thể lại cuộc chơi mà nó hiểu nha bạn, là phiếu 1, phiếu 2 là một phiếu. Chỉ có một, và phiếu 3, phiếu 4, phiếu 5 là 2 bạn, mỗi phiếu là 2 nha, ok không? Đúng, 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 đúng. Rồi đây mình đã kiểm phiếu thành công nha bạn, 1 nè, 2 nè, rồi và 1 nè, và mình đã kiểm phiếu thành công, mình chấp thuận cuộc chơi bạn, 1, 2 và 4 và 3 và 5 nha, đủ okay. Rồi, rồi ok, thực hiện là nào còn ai cuối cùng mà nhận một chai phải không? Đúng, ok, đây là sếp thực hiện cuộc chơi, chấp nhận thử thách. À, cái trò chơi này gọi nhận trời trời trời, tôi uống rượu ngon nhẹ vậy, lẽ là ông với tôi là tô mini gì ông nổi chui mà bằng cái này, bằng cái này nè cha, đậu bầu lỡ như tôi bắt nghe tôi tô năm năm giá, tôi muốn vô năm giá thành thành cúng đứt lẹo luôn, vô số một sao. Ê, bưng bưng tô ghê, bưng tô ghê, mặn khó ăn lắm mà này, không chấp được nha bạn. Tại sao lại là ăn là trên là chân phẩm mặn nha bạn, tại vì đôi khi là lùng nó ăn một tô nhưng mà nó bóc được cái lá phiếu là một là sao, còn mình bắt phiếu năm mình chơi năm giá bắt là xuống ông trong câu nè, coi cái gì nè, nhờ ông bắt phiếu năm là ông bắt một giá đi. Thôi tao bắt anh chá cho. Tôi với ông lùn bắt phiếu năm là năm giá. Thôi tao anh chá cho. Trời ơi. Tôi không nhiều này. Ông á sao ông đụng mini vậy? Trời ơi. Ờ tại nói mini mà, nói mini mà. À. Thì ra là vậy. Anh em mình đã kêu bún riêu ra tới nha bạn. Đây. Ngon nha bạn. Đây bảy bảy. Chọn chọn luôn coi. Bún riêu cho bạn xem cái nhà luôn. Giờ này mà xế xế chiều chiều mà có bún riêu để ăn cái thì hình như bữa không ăn được mấy tô ta? 4 tô. 4 tô hả? Nó chưa quách. Yếu hẹn vậy. Yếu hẹn. Còn mẹ ăn được mấy tô? Bữa không ăn được mấy tô? 3 tô cái gì ạ? 4 tô. 4 tô ăn. 4 tô dừng 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 tô tư. Ta hết tô tư. Đây có huyết heo nha bạn. Họ có lòng heo, có chả cá, có chả cua và có rau muống, có giá. Có ngon dữ trời. Rồi nè. Bây giờ để đây nha. Đó, phiếu nãy giờ ông kiểm chừng đúng không? Ok. Bây giờ bóc đây, ai bóc trước? Ờ quên, ai bóc trước cũng được đi. Ai bóc xô, bóc. Con ta có được uống nước không? Không. Trời ơi trời, có thiệt mấy đi ca. Ủa, ông cho uống nước luôn. Trời đá mà, có thằng ca đi mày. Không. Không, không. Thằng tiền thẳng ca nhiều. Ê, ông bây có. Chơi giải hưởng mà, ông uống đá luôn không? Ông có chơi được mà, thử thách mà cho uống nước luôn. Rồi, dạ. Uống thích nữa không? Không. Anh hết xong, uống sao? Rồi, đàn cũng một ca. Bây giờ phía ngoài xịt nước mắm thêm đi. Tàn cụ là một cao mà, một lần đầu tiên một ca. Tôi xin thưa phim này, phim máy, phim một ca là uống tàn cụ luôn hả? Ừ. Không. Rồi nhấp nhấp rồi. Nhấp không có cho. Mặn luôn thấy bà. Ủa tôi ra thách phải ông ra độc. Trời ơi. Thôi nè, bóc bóc lẹ đi ông này. Không, bây giờ ta trả lại chị, lấy chính chị thôi. Lần chị đó là ba ca nước. Bây giờ nếu mà do uống nước, trả trả 5 xị. Dễ hơn mà 5 xị ơi. Mày muốn láo gì trời, đâu trời ơi. Mày nghĩ đi, ba ca trà đá mà bột xị bạn đâu nội. Ba ca trà đá là 5 xị. Nước lộn lỗ nó no nữa. Nhấp thôi, không làm mày đỡ mặn. Không dạo, ok sẵn ok nha. Nè, bây giờ ai bóc trước? 5 xị đi. Bóc khỏi xu đi. Đây, cái bóc xong bỏ vô lại. Coi bóc người đó, coi bỏ lại đi mày. Bóc xong bỏ lại phải không? Ok, đi đi. Ừ, bóc xong bỏ lại để cho người kia biết đâu. Đúng rồi. Chơi cục chơi này là nhân phẩm cho bạn, hơn Sumi gũi nha nên anh em mình không thể nào chấp được nha bạn. Mấy mẹ số 1 cái gì mà mày đưa cho anh em coi chứ đậu 1 cái gì mấy vậy? Thì em nói số 1 cái mà liệu đây lại cái tên số 1 nè. Ừ, số 5 số 5 Hoàng Chu Chi Phò Phai Phai hả? Đây là 5 giá cái gì phải không? Chàng vô ừ. Trời có hiểu cái đi ca. Chàng vô 1 Trời ơi có hiểu không ba? Có gì hồi mình sẽ gửi tiền phụ vụ tiền mắm quân mắm guốc vô cho bạn. Trời ơi trời. Chắc tô một quá. Cái đâu mình như ta tao mày có thể là 1, 2 cho ta. Đây thôi, ngồi ông giá này nha. Mất tôm gì cuốn. Ủa, mất tôm hả? Mất tôm gì trời. Ủa, mất gì á? Chạy đám giá vô. Ừ đúng rồi đó. Trời ơi trời. Mất tôm gì á? Gì ok. Rồi bây giờ thấy ông nè. Ông lùn cái to nhẹ à. À quên. Ủa là xì bùa, ủa là xì bùa 1 2 khống nha. Hai hai hai, số 5 là màu giá nha, nãy giống vô kèo á. 30 giá mà. Gì vậy? Số 4 thèm cho đẹp. 4 gái vậy. Đâu không. Không bơ rồi. Không bơ rồi. Trời ơi trời. Đây này. Ờ quên nãy giờ chơi. Tại nhắm nổi. Quậy lên là hoàng cho nó đều nè chứ tao chơi máu. Đây cái nắm mắm tôm. Mùi nhắm tôm quý nhé. Đây đủ bọc nước. Ai chơi sao được lỗ, ai sao được lỗ. Mắm tôm ké luôn nè, một giá nè. Ê, ê, không.
Nè, một nè. Bây giờ nếu họ trang hết này là chấm tôm luôn. Ừ. Nè, hai nè. Cái này mắm tôm rồi. Mắm guốc. Ba nè. Ổi. Mắm guốc, mắm guốc, nó mắm guốc mà. Nè, bốn nè. Cái thằng Âu có hiện Medica đâu. Mắm guốc này không có. Rồi, tới tới ông dưới bắt vòng nữa nè. Cái tốt gì quá trang vậy mày mẹ. Để tới ông dưới lùng bắt vòng nữa nè. Nữa, rồi, nữa, nữa, cái nữa nha. Rồi, ok. Trời ơi, trai muốn giá em trai nó đậm đà với trai này, đậm đà cái gì vậy cũng là. Tôi giá, tôi muốn giá là tôi sẽ là nhân phẩm. Rồi, rồi anh sẽ được giá luôn. Trời đà ư nha. Dạ, số 5 phải không? Rồi, thấm bơ nè. Thấm bút nè. Rồi, mày đi cho tôi biết nhiều tao qua hành tôi gì rồi. Để tôi thử. Anh tôi bút bút mắm luôn. Ok, em đi. Ê, cho luôn nếm miếng nha. Ok, em đi, cho thiệu. Bây mình nếm thử coi tô của ông Sàm coi nó thành nước gì nha bạn. Bốn muỗng một bốn mắm. Đó là ca ghi bốn mắm. Tô lộn cho bốn muối luôn quá. Đây là thử tô 5 muỗng nha bạn. Thôi thật luôn nè, đậu muỗng ổng đang nổi muỗng không. Wow, ngon hứa trời. Ngon kìa. Ngon. Nè. Năm luôn hết nè. Năm luôn. Tôi có một, ông đợi ơi, sao tôi năm, tôi nhâm phẩm tôi tốt với vậy luôn á. Năm bổng giá không? Mà năm rồi. Đây, con vàng chưa? Vàng diễm nội. Tôi thấy bốn hay gì đó. Bốn nè, bốn nè, năm nè. Rồi vô nè. Cái đầu bóc bùi lên nồng nực luôn ra ăn nổi. Không, uống nhiều thơm mà, ngon mà. Rồi vô đây, anh chả quay cho. Ủa, đâu vô kèo thơm chứ trời, một hai. Không thấy gì trời hết không? Không. Chị? Không có cho gì. Tôi nói cho rồi thôi. Không có cho gì chứ. Hôm nay gà 300 miếng ớt chứ. Ăn trăm không? Không luôn. Bây giờ cho anh đổ bóng tôm vô thôi. Ừ, nếu mà liếm mà lạc quá thì cho thêm miếng bún vô. Ờ, miếng tôm. Bây giờ tôi xin miếng nước mắm được không? Được. Lấy luôn, được luôn. Cho ông Sạm mới vô tôi. Chị ông nội. Bạn nhắc đậu đưa cái ké luôn á. Rồi bây giờ thử nước nha, mà cái anh sao không màu kìa. Sạch luôn rồi, đậu không dịch sạch luôn cái chèm vậy. Cái này giống ngoài không, cái màu cái ghi luôn rồi đại. Ngon mà, trời ơi, có gì đâu. Sữa quá là. Bún mắm luôn rồi. Đầu ăn luôn ông nội. Bún ghiêu rồi. Mời bạn đấy. Sao mày dẫn tao đi bún ghiêu mà đi dẫn vô quá bún mắm. Cái bún mắm này luôn á, đậu. Đây, mời tất cả bạn nha. Thử cái coi mặn nha bạn. Xong rồi. Cái này là cái lẩu mắm luôn rồi các bạn ơi, chứ không phải là bún mắm nữa. Đậm đặc luôn. Ôi, bạn ăn bún mắm với mình nha các bạn. Thôi mời tất cả các bạn ăn lẩu mắm cùng anh em mình nha. Mời các bạn ngon. Ăn nguyên ủ mắm với mình. Ngon dữ vậy. Không ai mời các bạn ăn nguyên cái lò mắm guốc với mình nha. Mặn nhẹ lỏng lẻ à. Ngon dữ chạy. Trời. Béo lử luôn. Thấy ông lùn này ăn ngon mili luôn kìa. Ngon dữ. Ngon lử luôn à. Đây cái tô mà các bạn nha. Đây mình cho các bạn coi. Nước súp mà các bạn coi nó đậm đặc luôn nè các bạn. Đó. Quéo luôn rồi ơi. Trời trời trời. Cái màu uống nhiều nãy là màu đẹp lắm. Không mà sao vô cái màu này kỳ vậy. Đó đó mình tập với cái bà bán mắm guốc này luôn. Bỗng mặn nhẹ nha. Có giờ nó hơn một muối luôn Nguyên. Mày nó lẻ gì đâu muối. Nó có ơi, sạch luôn rồi. Quan trọng là ai một hồi ai mà người ví dụ như hai kia thôi. Hết nước luôn. Đậu bỗng nước giờ thôi giống như kinh luôn rồi. Ví dụ như mà hai người kia thua là người cuối cùng phải ăn hết nước mà. Hết luôn mới thắng nha. Trời ơi, quá đậu. Phải ăn hết mới thắng nha. Phải ăn hết là không thắng đâu. Thằng U nó mặn nhẹ hả? Ngon chết đông lùng mới ăn mili kìa. Đậu dạ mặn ké luôn. Cho cái này nhớ mặn nhẹ tay hả? Cả hấm nó mặn lỏng le luôn á trời. Vì lẽ ông ít yếu hạn chứ ăn có tô một. Yếu hạn chứ mày thử yếu hạn chứ. Mày nghĩ cái tô bún riêu mày được bao nhiêu nước súp. Mà mày tán vô cho bún làm giá mâm guốc thứ gì rồi. Nước ông còn ổng bên tôi nha cái. Ủa nước ông còn ổng bên tôi đó. Nè đông ở dưới. Nước đông ở dưới. Ăn liền ngon liền. Ông trên một giá hưởng này bạn ơi. Gán vòng sau mình bắt lại vô 1 2 mình cũng mừng đó. Ngon cái vậy. Ngon dữ luôn hả? Ai ăn cũng ngon vậy trời, tôi nhìn thèm vậy. Mày cả ăn đá được cố rồi. Không. Mày tự lắm ăn. Phương Hải cả đá thì chạy 500 đi. Cả chạy đi. Chạy á? Không. Đá 500 mới được chứ ông cu. Ừ. Thôi 3 tỷ đêm nay, món hàng 4 ăn tỷ 3 tỷ đúng rồi không? Thôi 4 tỷ đi. Mày ăn tỷ luôn. 3 tỷ đổ bắt ừ. Không. Ngon trời, thèm. Tôi tưởng ta muốn ghiêu ở biển Bạc Liêu cũng chạy. Nghe hả? Tôi nghĩ hôm nay chắc cái cà này không đủ nữa quá. Ngồi chơi bánh tôm chắc ngon lắm trời. Nhá. Trời ơi. Trời nó mặn. Tôi uống kêu sao mặn dữ trời. Quá trời mặn luôn rồi. Sao sao để gì vô mặn vậy? Quá à, để gì nhiều vậy? Quay quên nó tại cho con cái tô con mà có 5 giá bấm nút mặn. Không giá, không giá nữa. Đây mong giá 5 giá nè. Ngon mà con ngọt lắm luôn.
Ê, có ngày nào mình ăn đàn hồi nữa ba anh em mình biết thành cục đường không ta? Không phải cục muối nữa. Có ngày nào ta tôi không kêu sao ta thành bịch muối luôn. Bữa hỏi ăn không cái gì? Không kêu ngon rồi bữa nay ăn không kêu mặn cái số này. Mấy con lục ăn này, không lục ăn nên điềm đại với chạy. Thật sự là quán bún riêu này rất là ngon nha bạn. Nhưng mà tại vì anh em mình nhận cái thử thách của quay phim nha, nên anh em mình ăn lắm quốc quá nhiều nên nó mặn nha bạn. Thật sự bún riêu ăn rất ngon, rất tuyệt vời nha. Mà không có ăn rồi mà. Đúng rồi, trời ơi, nó ngon. Ông cứ tưởng tượng như là ông đang ăn bún riêu hổm đi. Đúng rồi. Mình cũng tận như là không không có mặn cái hai giá nào mà ăn nó vừa ông ăn mặn lắm. Ủa tôi cũng vừa tại vừa ăn ngon với trời nè. Ừ, giá phổi ngon. Ừ, ngon quá. Ngon quá. Quá ngon rồi. Ngon ngon. Wow, ông vừa ăn quá ngon quá. Trời cái lưỡi tôi đóng thành cục muối luôn hết. Ừ. Ủa ngon quá, đậm đà quá, ngon quá. Ủa ngon sạch hết chạy, không lâu kỳ á. Quá trời ngon, quá trời ngon, quá trời sắp quá ngon. Dạ dạ dạ, chị lấy đi em, không cần đâu chị, đây đâu có thằng chanh. Ngon quá. Ngon không, ngon không? Ngon. Nó chiều chú quán này ngon, quá chị ngon. Ngon quá rồi ngon. Tôi uống kêu ngon, ngon mỏi thời đại luôn, cái gì nó ngon nhẹ hả? Tôi uống kêu làm tôi tê tái quá. Đầu tôi trung tướng quá, đi ăn tôi uống kêu này, cảm giác hỏi mái. Tôi uống kêu ăn vô là biêu quá. Mấy bữa nổi trời cũng hay quá. Ui quay ngâm nè, ăn mấy cái nửa phê à, luôn nguyên phê luôn nè. Ông lùn kì á, sao ăn nha, lì lì vậy ông lùn. Quá ngon. Rồi, ê ông, ta em ăn khỏi nó súc nha. Tại nước nó ngon quá, để ăn sao, tự nước, không nước ngon gì vậy không. Chị bán muối rồi, ngon quá chị bán muối. Ngon. Ta miếng thịt vô mà tao tưởng tao là thịt muối viên luôn. Bỏ cái lớp mềm, cái lớp đẹp gái vậy mà nhẹ lắm. Vậy mới gọi là thử thách chứ. Ăn muối vô, tưởng quyết ủ muối. Lần trước là bữa hổm là ăn ngon rồi, hôm nay mình sẽ ăn cho nó khác lạ xíu chứ. Đúng. Phải không? Phải. Phải không? Ngon quá đi mà. Không lụng ăn còn ly nữa kìa. Cái bữa mình sẽ bỏ cái tui nhiều quá, ăn cho lướt quá. Nếu mà tao mà hồi đó được ăn tô thứ hai, tao sẽ kêu chị vô quán làm cho tao cái thau đổi đầy nước. Có lắm. Ai hết nước vậy không? Ừ. Tôi nếu mà tôi ăn, tôi kêu chị khỏi bỏ nước luôn. Tôi chọn cô với móng rút rồi ăn luôn cho nó. Nấu luôn cái trời, trời ca, nó nhẹ lắm. Thôi bây giờ mình ăn cái đồ như này, nó không còn mũng nữa. Còn một móng rút hả? Bây giờ móng rút không? Bây giờ tôi làm coi nè. Ủm bò quý tới ngoài. Ủm bò ở đây luôn nè. Bên đây sao kỳ vậy? Bò đó, đám bò. Bò không lụng ăn được mấy tô đã? 3 tô. 2 tô rưỡi 3 tô. Tới 3 tô chứ. Mà tôi rửa quán hết rồi. Nhìn mấy ông này ăn thèm ghẻ hả? Ủm đóng dưới đáy nó kỳ phù nhé vậy. Đóng mấy con vuốt cái gì? Ngon quá, nó đóng dưới đáy á. Hồi làm sao trời mất? Kỳ kỳ cái gì? Mới tao có một nhìn tao chiêu rồi không cố. Tao chiêu nè. Ngon dữ vậy. Chồng tao đã rất là số 1. Ông mình số 1. Ông mình đi số 1. Đúng. Rồi hấp đất đi. Ôi lần sau ấy nó rất là ngon. Giờ ấm vô nó tan nhẹ mặn vậy. Rồi ngon dữ rồi. Ông lồn lồn mà tao không còn đóng nước luôn chạy. Tao có 4 muỗng nè. Có 4 trái nhiều. Nói coi mấy này ăn mà mình thèm ghẻ mạt luôn các bạn. Mà hả, tao mấy tao mà ăn thắng cuộc thi thì tao cũng không, tao sẽ kêu cho mày một tô, kêu sẽ để cho mày 2 cái giá bánh quốc. Thử coi như thế nào. Thôi. Bơ đi không? Không lao. Thôi, thôi tao giá được rồi. Thôi. Mày thích cái tôi ăn rồi, họ tôi ăn tốn đi con lại đi. Húp nước bún kêu, tao nước dưa hưởng chứ ngọt. Các bạn coi mấy ông này ăn ngon ghẻ luôn các bạn. Ông xào húp nước cái trời ơi, cạn luôn. Rồi cho đánh giá đi. Nói chung là bún riêu ở đây là các bạn chỉ ghé vô và thưởng thức và các bạn chỉ khen ngon nức nở rồi chứ không còn gì nói bạn. Tại bún riêu rất là ngon, cực kỳ ngon mà quá sáng ngon nha bạn. Quá đã. Tại vì anh em mình chế biến lại nó thành như vậy thôi chứ thật sự bún riêu rất ngon nha. Ngon nhìn thùng trà đá bay bay húp. Ông lùn mày nhóm hết tao này không? Mày quay cho bạn em cái thùng trà đá trước mặt của tao lại đậu bọng với tao mà cái thùng đây nghiêm túc mày uống luôn chứ. Ông lùn em hết đâu. Không. Không nha.
tao về ta là người cuối cùng chấm ai chân đậu ông á. Trời, siêu nhân muối tới đây. Tạm là siêu nhân á. Siêu nhân của những lò muối, siêu nhân biển cả. Lâu giờ không nhai được. Tao nói cho nghe nè. Ừ. Ý nhân nổi là một cái cuộc chơi. Đúng không? Rồi bỏ một con nhạn là đỡ điện tụng kêu bấm bút. Mày lấy cho cái kìa. Ừ. Có niềm tin đó. Lùn luôn đây dùng dùng cái chiêu rồi kìa ông này. Trời ơi cái họng mày ghê quá. Ông không biết. Mình hơn to vậy bạn. Dạ hết nước anh hai. Mình chửi miệng cho nó gần rỡ lên. Vừa ăn mà muốn khóc nè, không muốn khóc là gì thế này. Đã. Ngon quá. Ước gì có một con miếng tắc nhỏ nhỏ như đây tôi cũng mừng đó. Đây tao nhận cho bạn miếng nè. Đây tôi nặng cho miếng nè. Nặng miếng nè. Ờ sao mày không khéo uống nước mày? Không luôn rồi. Không, tao để chân đi không à. Ở chân tao mà tao uống hiệu nha, tao uống nhanh tay nha. Tao quất cái là ghét kẹo. Ông quất là một dạo liền. Lỗ lỗ chạy. Đậu phòng nè. Uống ngon với lỗi gì chạy. Để tụi mình review. Để mình review nước đá thơm ngon các bạn nha. Uống ngon. Mà mày uống nước đá có gì đâu ngon mà muốn hiểu. Ăn uống hiểu ngon chứ mắc mới gì uống đá ngon. Chẳng lấy giờ tôi kêu tôi cũng kêu anh luôn chứ. Mày đâu được mày ăn. Gì mày được ăn cái đậu vậy. Ngon dữ chạy. Không em này không đang ngon không đang thử thách bản thân không? Ngon quá ngon. Cho em thêm hai tô uống kêu trước nữa chị. Ngon quá. Để coi à, đầy đầy ống ăn mặn, đầy con ống khát nước. Tôi có đầy con ăn mặn, đầy đó khát nước nè. Ông khát đá đụng luôn cái cây. Ông ăn tôi chắc ngồi tôi ra cái công viên nào tắm uống nước mùi rồi mới được. Tụi bọn cái nhảy xuống lông hồng gì đông, cứ lông đông gì đó. Uống ăn. Vô hồ quay á. Uống nước hồ quay luôn. Không phải ông ra cái hồ đập dịch đó, ông đút cái mỏ vô hút nó hết nước còn nguyên dịch không. Tao ngon thiệt trời, tao thấy tao ăn tô vô thấy cảm giác tao ngon gấp đôi rồi. Nãy ông như con giá vậy ông ơi. Bụng giá con giá thấy thèm chứ hả. Ngon. Nãy quên em mình sửa nước của con mấy mẹ vừa uống vậy. Ngon quen. Mới ngồi không? Ngon lắm. Gì hả này? Mất khổ con gút nữa vậy. Ờ con gút đâm vào họng rồi. Con gút xì lỗ mũi luôn kìa. Gì vừa ăn vừa khóc mà gì không đâu. Con gút xì lỗ mũi luôn kìa. Tôi đang bị mơ luôn rồi. Còn tôi đang bay về Bạc Liêu luôn các bạn ơi. Đang như mấy nam tao không hoàn hành hết sao? Tôi lấy từng lời. Cái gì? Ủa? Lại tao không như tôi nói tôi giao hả? Ủa mày giao rồi hả? Là ai mà ví dụ như người cuối cùng mà còn ăn hết tô mới được lấy tiền, còn không ăn hết thì thôi đưa lấy tiền lên. Rồi gửi tiền lên mày. Đúng. Rồi mày gửi tiền lên ai? Tôi gửi tiền lên cho tôi chứ cười cho chồng tao. Không, tao gửi tiền lên mày rồi mày gửi tiền lên ai? Mày nói là đừng nên gửi tiền cho nó. Nãy mà chưa đưa tiền tao phải không? Đúng rồi, tôi chưa đưa tiền ông. Đây, tép nữa giá. Trời ơi, có hiểu đại ca đậu bọn mới hút tôi cũng ké luôn. Ngon dữ trời. Tôi thấy ông lụng hút nước mà ngon hay hút nước nữa nè. Điềm đạm không? Quá điềm đạm. Điềm đạm lắm. Đây ốc sữa là ốc sữa cái máy kiểm nha. Ủa nha, làm ổn rồi. Ổn nha. Thôi xỉa găng cái. Thôi tao xỉa găng luôn. Tại vì mình đã thấm to rồi mình xỉa găng cái cho nó ngon cái găng cái. Ông làm sao vô 5 muỗng nè. Bộ cái phiếu số 1 nó hẳn có gì mắc thì bắt 5 phiếu. 5 muỗng. Tao hỏi biết đâu ông xui xảo. Cũng phải ông thấm phải có tốt chứ. Cái gì vậy? Sống là sống mà phải ước mơ. Phải ước mơ vô 1 và 2 cái mắc lưới gì 4 5 hoài á. Ok. Bây giờ tôi xin tiền tôi đi mua cục đường tôi ngậm các rồi. Xin tiền á. Cục đường nè. Lộ hết đâu lộ. Đó cố gắng giảm là thận. Rồi. Giao về vòng sau bắt vô số 1 rồi. Đúng. Ồ, phải có niềm tin. Nè, để cho em thêm tô, chị là ba tô nha chị. Tôi ngon ngon với trời. Đủ hết hả? Chinh phục được bắn ăn rồi. Lỗ mũi mày ổng hồi lôi luôn. Rồi chạy 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 một hồi nách nè. Ghê hả? Nhẹ. Mày với trời. Mày với trời mà. Ăn mà đổ một hồi nách luôn. Ngon quá. Các bạn là món riêu này rất kỳ cực kỳ là ngon nha các bạn. Là anh em mình im hơi. Không mình giá biến thì xíu rồi. Giá biến thì em ơi. Giá biến có xíu hả? Ừ. Đây. Giá biến em hơi hoàn hẳn luôn. Cái đó ông vừa tao ngon lắm. Đâu kia tao. Đâu kia mạng như tao kia tao vừa ăn. Đúng rồi. Ừ.
còn vừa đúng rồi, bốn muỗng vừa mà. Vừa ngón. Sao giá em quay thì cứ dính bóc dính trong tay dính hai phiếu rồi bắt lấy luôn nha. Không có tặng. Dạ, hai phiếu nộp phiếu chứ cái gì. Cầm dính vô là tính luôn đó. Dữ vậy sao? Ừ, ngon ghê luôn. Ồ, mình giấy chạy. Ồ, hấp ổng năm muỗng, hấp nhưng muỗng chạy. Ồ, để coi mấy anh bóc vô thầm thử cho máy nó vậy. Ê ông nội. Chơi kìa ông nội. Bỏ ngon không? Bỏ ngon không? Quá đã không? Ok. Cho biết cảm nhận hay ngon không? Ngon lắm. Ngon. Không có mặn cái nào hết trơn. Nước cây giờ chờ nổi luôn. Nè, muối vô. Nè, mở mấy ông miếng nước nha, rồi bóc cho tâm tiếp nha. Không, cũng ghê là ngon thiệt. Quá đã luôn á. Có thì dài luôn. Rồi sao làm tiếp đi chả? Mẹ như mình cái tùng hả? Mình mới chạy qua luôn. Đúng rồi. Cái lẩu muối mình chuyển qua xe. Kệ rồi. Không? Cái tủ cũng kêu ta ngon vậy nè. Đó. Các bạn nhìn kỹ nha bạn, cho bạn nhìn kỹ nha. Ban đầu là nước ở trong nha các bạn. Còn phải ổng đem cái là nước đục gâu luôn. Tại vì anh em mình hơi xui bị ủi Mỹ đâu được. Vô. Mấy đồng giác dung giá. Okay, vô ăn trước đây. Vô giá. Tao trước mà. Ở không. Bây giờ ông đem mấy tô xuống dưới đi. Mà tao trước mà. Tao xui bị ủi nè. Phải coi ông Sàm bóc được số 3, số 4, số 5 đây nè. Là một giá nha bạn. Một đi. Đây. Trời ơi trời ơi, đậu không. Phải số 2 chạy. 1 đi. Số nào? Số 2. Số nào? Đậu chạy đậu không đánh. Tốt rồi, tốt rồi. Có làm gì không em, muốn giá mà chứ mà chịu em. Cái gì lóc le, đậu 1 này 4 giờ 5 chạy tiệm vậy. Rồi, ông thấy ngon không? Tôi nói rồi mà. Đâu còn số 1, số 2 vô vô vậy. Cái tỷ lệ là số 1, số 2 chỉ có 1 phiếu à. Nêm kìa. Còn mà 3, 4, 5 để lại tới 2 phiếu. Bởi vậy mình sẽ làm chi nó chi trời, nãy ăn 4 chi. Nè nè, cảm nhận đi. Ơ, chơi vậy thôi. Không, hỏi mấy ông được miếng nữa. Tôi nói mày hút miếng giúp con gì còn nhé. Ê, tới nhà ông nội. Nè, bây giờ tới ông đây cho nhau. Mày hút miếng nước giúp mà tô uống kia bình thường một cái ngon quải đạn luôn. Tới nhà ông nội. Tô không? Ông ngủ đủ. Lợi. Mày chung chạy á. Tôi làm chan vô đi. Không, bây giờ chan mắm tôm luôn nè. Mắm cuốn hết rồi. Giờ chan nước mắm nè. Không tôm đi, cũng không tôm xanh luôn kìa. Dạ tờ cái này cá. Đâu có bộng vậy, lên mắm tôm rồi. Thôi, vậy tao nói trước, tao có quyền trang này trước bạn. Ừ, trang đi. Trang đi, ok, trang đi. Tao đi trước rồi, nhiều ướt không? Ừ. Trời ơi. Có lẽ giờ tao không uống mà tao ăn. Đi ta. Hôm nay tao không uống mà tao ăn mắm tôm này nó cũng ngại đúng không? Không ăn không tôm hết. Ừ. Ừ, đeo. Đó. Chơi máu vậy thôi chứ. Ông lại giờ là ông còn món tôm là ông Trang thôi, nữa đi khi em gửi cái này dễ ăn đúng không? Ông mới bắt vô kèo lên bốn giá nè chị. Dạ không có khoái chí gì trời. Ủa tôi bốn vô cá tàu dưới nó bay luôn tới đây chứ. Không, bây giờ ăn nữa không, nữa ok không? Ngon mà đầy đâu ông nội. Dữ dạ hai giá nè ba giá. Ủa bây giờ tao lé luôn cái này. Tôi cũng giá rồi. Rồi tao lé luôn á, đậu bầm lé chắc luôn đi. Nồng giá rồi. Trời, khuyến mãi đi giá nha. Đậu bọn tao đang lé luôn đó. Chậu lên đây. Chậu lên đây. Chậu lên đi. Tại đây tao coi kêu. Con em nó đốc. Gặp tôi kêu tao đốc cái trời. Trời, cũng được nó trời ngon quá nè. Ồ trời. Ê, công nhận mắm tôm vô cũng vừa hợp nha. Ôi trời. Đẹp hơn nãy rồi anh Phèn. Rồi tới tôi nè. Rồi. Mới góp đi. Cái vô một cái rồi trời. Không, cái tỷ lệ 1 với 2 ít quá. Còn 3, 4, 5 nhặt gái gì gấp đâu lên quậy bắt không vô được 1, 2 trời bắt vô được. Tên 4 với 5 không biết thèm. Trời, ông đang lão thật kìa, ông đang hồ biến phiếu kìa. Tiêu phiếu luôn trời. À, vô nè. À, số 1. Dạ. Số 1 hãy cậy. Hãy móc câu nữa không? Số 1 có móc câu hả? Số 1 đâu mà đóng luôn. Số 1 mình có móc câu cái này. Quay lại rồi. Chặt bỏ đi đâu có móc đen nhé. Số 1 có móc câu. Số 1 có móc câu tới rồi. Tới chuyện số 1 móc câu nghe. Số 1 móc câu. Số 1 móc câu. Dữ gì sao? Số 1 móc câu. Chúc anh vô số 1 bốc câu nha. Được. Tại sao hấp hết tụi này luôn. Được. Ngon. À, tôi thấy nha. Thấy cái nước mắm tôm này ngon hơn. Ông ơi. Rồi, có cái gì nè. Ở trong coi. Quần cho coi làm gì giấu giếm như vậy đâu. Ông thấy gì không? Thấy luôn ở đùi không? Rồi, bốc câu đây. Thấy gì không? Bốc câu đây.
Số 4 hả? Ừ. Chú Tâm luôn. Em chứ tao ngại thiệt á. Đậu ông ta kêu chú Tâm nào chú Tâm đi chạy. Thôi giờ mày trước đi. Ai ông làm sao? Cái tô ông luộc ít nước nhưng mà đậm đặc. Nãy mày mới chạy tao phải không? Vậy. Nãy mới chạy tao phải không? Tôi cũng chạy không biết chạy tạo dần á. Ok. Mà lại mới chạy tao chứ gì. Chạy gì đâu? Chạy vô, chạy nữa. Chạy không có nửa giá. Đúng. Hiểu hả? Nửa giá. Lưng nha ông. Nửa giá nè. Ba nè. Hai à. Bốn. Hai à. Năm. Này thứ ba à. Đó. Rồi một nè. Hai nè, lỏng lẻ nè. Ba năm là lỏng lẻ. Lỏng lẻ. Nói là gà kìa. Tôi ám ảnh qua đây, ám ảnh con cha nữa. Trời ơi. Rồi bây giờ. Thôi bây giờ xin mời đại Vì anh Hải. Ông con nói là gà kìa. Được không? Mời tất cả bạn tô bún riêu thứ hai với mình nha. Rồi ok. Nói chung là bún riêu là các bạn ăn mắm mắm vuốt hay là mắm tôm vẫn ngon nha bạn. Thì các bạn ăn một giá cũng ngon, mà hai giá cũng ngon, mà ba giá cũng ngon, năm giá càng ngon. Năm giá càng ngon hơn nó vậy đó. Bây giờ mình thử hết mấy nước coi nó khác gì bún riêu nãy. Mình thử coi review cái nước coi. Mời các bạn nha. Một ngày đúng không? Một ngày đúng không? Một ngày đúng không? Sao? Tôi nhỏ nghe thôi. Nó vừa mặn vừa thú. Nói gì tôi nghe thấy. Nói gì hả? Nó vừa mặn vừa thú. Nó vừa mặn vừa thú. Bấm to bấm gì. Thôi mời các bạn nha. Thôi mời tất cả các bạn nha. Ngon lành. Ê mời các bạn, nãy giờ review các bạn quanh mặt ấy. Thôi mời các bạn nha các bạn. Review các bạn quanh mặt ấy. Rồi ngon không? Đi nữa hả chị? Trời ơi, ngon dữ trời. Đây, anh em mình chỉ qua mắm tôm thử nha bạn. Không, mỗi tô là một vị mới không? Tao cái tô là ngàn ngàn vị luôn rồi. Hồi tôi đi mua chai nước mắm cho ông. Mắm này có rồi hả? Không, mua nước mắm đậm đặc. Đậm đặc nó ké luôn, quá đậu, bọc mặn hù dế luôn. Quyết cái ngoài. Hà quyết cái gì quá trời quyết rồi. Cái gì bị mặn quá nó lên máu, bây giờ ăn huyết cho nó hạ máu lại, ok không? Ừ, thôi hết đổ rồi, thôi đầu hàng quá, đầu hàng giỏi chạy. Để cho tôi biết nó dữ dằn thế nào. Thơm bơ cũng chết không, hồi nãy gian rẻ là tôi này mắm guốc ông có thể ăn được cái mắm tôm thôi, nó xui mày cho tôi biết nó ngon dữ nào. Hay luôn á, trong cuốn họng giống như mà cái cá người ta ủ mắm á, giờ nó mặn cái cảm giác bỏ muối mặn y chang vậy á. Tao tưởng là tao đang lọt vô cái thùng mắm tôm luôn á. Thịt chó ăn chè quá. Thịt chó ăn chè vậy ai ông nội, có gì hỏi bà chị coi toilet đâu mới vô nha ông nội. Ngon. Trời ơi đã. Trời ơi. Gì anh hai? Ê, ông Thảo, nhìn qua anh hai tôi kìa. Ngon lỏng lè à. Cái này nó không lỏng lè mà đặc sệt nha. Ngon quá đi. Thành công rồi, thành công rồi. Ok, anh em mình chấp nhận thử hết là phải dứt nha bạn. Ok. Mấy máu rồi. Chấp nhận thử hết là phải quất. Đúng. Vì anh hai ăn gì mà tối ra kìa. Gặp nó hết muốn gặp ăn ốc luôn trời. Đây mời bạn miếng cua. Cá cua nè, ngon cùng nhé. Ba. Ghê quá. Rồi xong luôn. Rồi tan luôn. Anh này có gì tao lấy trong trong nữa. Ôi. Ông đi làm sao vậy này? Ông. Cái gì? Cái gì mà con bè hả? Ngon. Cũng thích đấy, thèm. Gì vậy, hai người bút con hả? Ủa gì còn bên đâu lắm nổi? Thì thắng rồi. Tù lao, con phải hấp hết nước cho nó thắng. Thôi, chịu thua phải không?
nè mày, hai miếng nước. Đây nè, có nước đi cho ông lột miếng. Ê ông hãy hốc cái nước nha, hốc cái nước mới thắng nha chứ. Nói chung là quá sức tưởng tượng các bạn ơi, nó mặn như cho mình giống như cái bể khác mình vừa luôn bạn, nó mặn muối mặn lè rồi. Cổ lộ luôn á. Không, bây giờ ăn tới bên thôi. Tôi biết rồi. Ơi ai chọ. Ông đang ăn mà đó. Tôi thấy ông xào ổn lắm, chắc ông ăn hết tàu này được. Phải không? À chùi. Đây hai người kia muốn nói rồi, ông đừng nói rồi, cho quán nó tùy giống nhau rồi. Cái rồi nước rồi, nước rồi. Thấy cái ông ăn ngon đó mà không biết nước ông đồng thời. Tại vì hồi nãy bạn biết không, mắm tôm là nó vừa mặn thôi, mắm guốc nó mặn lắm. Ê, mắm có mùi nữa. Mắm guốc hồi nãy là nó vừa mặn thôi, còn này mắm tôm mặn dữ lắm mặn. Không, nãy mắm guốc rồi, còn mùi được, mắm tôm nó phục lên. Không, mắm guốc, mắm tôm có mùi bột kết nữa. Không, giờ mình thấy gọi đầu luôn. Cái món này bình thường mình lấy mình gọi đầu không mà, chứ ăn đâu là... Ăn hết rồi mới chiến thắng nha. Ê, ông nội. Ông ăn hết tô này, ông phải qua tô này luôn. Tào lao nữa. Mới thắng. Giờ tao ăn cái đút vô tôi. Tao đưa tới đây là tao muốn đem ai cho tao muốn đút vô. Trời hồn, tôi mới nhậm về luôn rồi, mới về luôn rồi. Ủa, lử đâu gác luôn. Tao không biết tao bị gì nữa. Chậm miếng nước rồi. Thôi giờ ăn ái cho ông đừng rồi, cho ông miếng tương đừng rồi. Rồi, để cho ông miếng đi. Không, để mình đem này để cho ông thưởng thức cho bạn, không cho hồi cuối cùng sắp nghiệp đó nha. Con nghèo này khó chịu lắm. Con quần ghẻ tay á. Đang ăn nghe mùi này là ọc liền á. Khó chịu lắm. Làm miếng mực nha bạn. Không lùng kìa, miếng mực đó đi. Làm miếng cà chua các bạn. Gì cũng nhăn nhẹ hả? Ừ, ăn cái được. Nghe cái mùi ta chịu nấu gì vậy. Bây giờ tới thời lúc cái gì thời điểm mà hốc nước nha bạn. Đủ. Còn ngon dữ trời. Đấy, dữ trời. Anh hai mời bạn mới biết đi anh hai. Nó quan trọng nè. Rồi bây giờ cái không? Cái bạn cái dính ít nước. Ơi, quay phim. Rồi dẫn anh đi thử muối. Quá trời muối nha người ơi. Nè, ngon ngon với ly với trời. Đủ. Biết không, ông làm hành động đó là ông đang nắm chắc là thắng trong tay rồi đó đúng không? Ông đang tự tin mà. Khép nó là nọ chảy mồ hôi nách rồi. Trời ơi, có thiệt á. Mình bắn lòng đầu nha. Bỗng á. Biết vậy hồi nãy cái tô ông ám ảnh rồi. Biết vậy nãy mình cho mấy ông thử thách nó mắm guốc rồi nha bạn, mắm tôm quá. Mấy ông không sợ, mấy ông không thắng nổi nữa. Nước thôi mà ông làm giống như ăn cay dữ vậy. Nó sao sao tao nói mày nuốt một cái lên tới não luôn. Nè, nuốt cái tao nè mới đã nè. Chắc mày nằm giá tao nằm giá gì đẹp gái gì vậy? Chắc tao một giá vậy. Nó vừa mặn mà nó vừa thơm đúng không? Mày coi tao vớt cái dư là nó đóng dưới đít là đậu. Còn cái đen u. Hấp miếng đi. Cũng như bỗng con bé đâu luôn nha, còn ngon lắm mà mấy ông kỳ trời. Nhưng lấy tôi vô tôi ăn hai tô này luôn chứ. Ờ, tao nói rồi lỡ húp phát một ăn luôn vậy. Tôi chấp đi mà đắng. Cái gì? Không có tôi chấp đi mà đắng. Cái này là tôi thiệt tôi ăn không tâm hoài, tôi giúp tôi đơn giản tôi quá. Còn ngon miệng cái vợ không anh? Đúng không em? Thôi ăn húp đi được nhiêu được hàng nhiêu. Phải cố lên. Cố đi. Đúng. Chẳng lẽ ông bỏ cuộc kiểu chừng sao? Còn cái nó đỡ mặn nha, cái nước quá đậm mặn thì đúng rồi, bình thường là nước mặn khá mặn vậy chứ khúc này là giờ là khó cái vấn đề á, phải thấy đâu miếng đi còn miếng có xíu đi. Gì chẳng lẽ ông thắng nổi miếng đi ai ông nội gia đình hai bên có gì vô tôi vô toilet nè, trai thằng gái của mình ông đó. Nếu đủ rồi, nếu ta hấp nữa, nếu mà chịu không thấm thì sao? Nước kia bú. Nước này phải không? Đen hâu. Nếu mà ta hấp hết thì thắng, còn không hết thì thua. Không. Để trước đen bú. Một để trước đi. Để sẵn cho ông hả? Ừ. Nổi da gà. Giỡn mấy em rồi. Ghê quá à.
đủ trời, 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 ngon không? Ông xào còn nhiêu như muỗng đâu, còn có 50 muỗng nó nhiêu. Cố gắng lên đủ rồi. Nãy này dữ lắm chứ. Nè sạch đen luôn nè, đậu bọc như đậu á. Ngon chẳng lẽ giờ ông chưa thua ông yếu hàng dữ sao? Nó nói rồi. Ừ, hai người kia nó chưa thua rồi. Đục vô đi, đục vô. Con đục vô đi. Ừ. Còn muỗng, hai muỗng. Ừ, ngon. Trời ơi, em còn có 50 muỗng nó nhiều rồi. Hôm nay suy nghĩ về nơi xa quá vậy. Bộ nó mặn lắm hả? Đâu ngon không sao? Qua đầu hàng mày thu. Gì? Dịu hẹn trời. Ủa? À, các bạn không còn như đây mà không đầu hàng trời. Giờ cái nước này khó ăn lắm, mày đơn giản đâu. Mặn quá trời mặn rồi. Vì chơi yếu hẹn trời chẳng lấy như đây không nắng nổi. Em chú uống phải không? Chú này không hấp hết đâu đi. Còn cơ hội. Ôi. Đầu hàng mình trả tiền lại cho bạn. Quá trời nổi. Để yếu hẹn trời của các bạn, ông trả lời mình vậy các bạn. Ê, cái này là ông trả lời tôi nha, ông lấy tôi có cắt thú là. Uống là thua nha. Bye bye nha. Uống là thua chắc nhận chưa? Chấp nhận thua rồi chứ đưa tiền thôi. Uống là thua chưa? Uống là thua nha. Trước mưa trời đậu. Ừ. Dài ngao lý gì trời. Uống là thua. Muốn ngậu ra giọt một giọt thôi, không chịu nổi nữa. Đầu hàng các bạn, mời các bạn nha. Cầu hàng, từ đó giờ là mình không bao giờ mà mình thua nôi bạc, tại vì te đã thua rồi, thằng lùn đã dừng cuộc chơi rồi, mà mình chỉ còn lại bao nhiêu đây mà mình không muốn nổi các bạn, tại thật sự nó mặn quá mặn. Vậy ba ông ăn có 6 tô, ông phải ăn chứ 12 tô chứ. Này nó mặn chứ phải là nhiều. Thôi cho mình thắng nha. Mình thắng lương tâm mình được các bạn, không phải vậy nha. Thắng ba thằng. Rồi, yếu hàng thôi, cắt túi luôn. Đâu ạ? Con chết đang đợi ổng ăn đường ngang nó mới học luôn rồi. Đây cái thùng nước con ta uống mà chừng hết chứ nước trong tay ông nội. Gì uống nước ngon như vậy? Được rồi, cố ơi, nước con ta. Rồi cho bạn ngồi đi để công bố kết quả chứ. Rồi đã chưa? Coi chưa? Coi chưa? Coi ngon, tới uống nhiều ngon. Ăn lá tôi ngồi nắng đây tôi kêu thêm tô tôi ăn không chứ. Trời đã ăn mặn rồi uống cá rồi bị nó lạnh lên tới ốc luôn trời. Thôi chưa? Thôi tưởng tượng coi đang hạ mạc thuốc rồi được rồi, ống vô cái hồ nước luôn thiệt đã. Thôi nói chung là hôm nay mấy ông yếu hèn quá. Trước giờ là mình ở khách nào mình không ngại bạn. Nhưng có khách này là mình đồng hàng nha, tại nó rất là mặn nha. Gửi cho tất cả các bạn một lời nữa nha, đây là có con kêu anh em mình ăn thường xuyên các bạn, nó rất là ngon nha. Rất là bình dân luôn. Thì có 20 ngàn mà rất là ngon luôn, có 20 ngàn nhiều rất tuyệt vời luôn. Mà hôm nay anh em mình nhận khách của phía tại anh em mình trang mắm guốc với mắm tôm vô khá là mặn nha. Với cái mắm tôm các bạn ăn hơi quen thì các bạn ăn nó biết ngon nha. Còn mà các bạn ăn không quen nó có cái mùi. Bởi vậy nó khó ăn lắm nha bạn. Nhưng mà nó mặn quá mình buộc thua, mong bạn không cảm nha. Thua. Rồi đấy hồi tôi kêu tôi uống kêu tôi ăn mình tôi cho mấy ông chơi. Mày chơi 5 giá đi, mày anh chơi 2 giá. Rau, uống kêu tôi chơi 1 giá mắm quốc là giường em rồi. Tò lé luôn thầy. Nói chung là ông lấy thầy phải không? Không, thua rồi. Tôi cắt à? Okay. Thiệt nha. Rồi cắt tiền rồi. Thôi nói chung là mấy ông không lấy tiền mình đưa tiền cho mấy ông lấy thôi bạn mình cắt túi cho bạn. Đây. Ông đi uống ăn rồi mày ơi, ông lấy ông cứ ở đó. Thôi mình cắt túi mình lại cho mình xin trả lại cho ổng 2 tờ phiếu nha bạn. Nói gì? 2 tờ phiếu. Mình biết tổng mình ra 2 phiếu gì đó. Trả ông đó. Chơi cái đầu 3 phiếu rồi ta. Thì mới coi đi. Chơi rồi. Một hả? Một hả? Ừ. Có 2 hả có gì đâu. Thì ông hỏi cho mình xô kiểu phiếu rồi đi. Nói gì? 3, 6, 8. Ở đâu lội ra 2 phiếu này nữa trời. Mà sao thằng Phú? Thì không kiếm phiếu đi. Ủa bỗng làm sao? Mấy ông chưa biết gì bạn. Mấy ông còn ngây thơ quá trời cái thơ. Ủa gì ba số 5 vậy? Số 3
số 4. 3 số 4, 2 số 3, 3 số 5. Còn bà giao nãy bà giao là sao? Bà giao là có 2 con 3, 2 con 4, 2 con 5. Bà giao dài dài 3 con 3, 3 con 3, 3 con 4, 3 con 5 là sao? Nãy lúc mà ông ấy tôi... Ôi, mà số 1, số 2 không có luôn kìa. Số 1, số 2 nè. Tôi cháu hàng số 1, số 2 tôi bỏ túi tôi rồi. Tôi nhét số 3, số 4, số 5 vô nữa. Tôi cháu hàng số 1, số 2 tôi bỏ túi tôi rồi. Tôi nhét số 3, số 4, số 5 vô nữa. Là trong phô, trong xô nãy giờ không có số 1, số 2 đâu. Cái này là hết hả? Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Là nãy giờ tôi đang cho mấy ông để mấy ông ăn. Vậy được vậy đó cú. Cái gì vậy? Ôi không nói chua quá ngày không. Ê, mà có ngày không nói chua thôi nha. Tôi này tôi không biết à. Ê ông nội. Bộ ông tử. Ông nội bắt số 3 luôn. Còn 4 năm vậy? 3 số 5, 3 số 4. Ủa, bỏ đâu tiền hôm rơi xuống hả? Đâu dễ ăn đâu tôi... Thôi nói chung là bây giờ hồi nãy là ông nói ông chịu thua rõ ràng rồi, tôi lấy tiền tôi vô túi rồi nè. Nhưng mà mày cho anh ta mình tao này đây cú. Có tôi trả tiền cũng kêu thôi chứ đâu ra. Tao được người tao chịu luôn. Thôi ông giờ đi về đi, tôi tính tiền thôi chứ. Trời ơi. Không có nữa trời. Ông ăn nãy giờ với tao có bao nhiêu bấm vuốt hàng bún. Giờ không ăn có nãy giờ rồi. Bốn uống cuốc, năm uống tao thôi chứ có nhiêu. Không nó đậu, không cho anh nữa, trời quá. Quán sang là ông nữa đậu không có gì. Tôi không có cho nè. Có bạn tôi chứ là cháu phiếu 1 số 2 là tôi ghi đề với số 4 số 5 thôi. Đậu không hồi tập mèo quá. Đúng rồi. Ở đây anh nắng sẽ ăn thêm 2 tô kêu nữa vậy. Tôi với em. Mày giống mấy thằng chơi hết chơi trò chơi quá rồi cho anh nữa. Cũng. Không. Ông lấy mẹ ông đưa tiền, ai đưa tiền? Ở hàng ông nói chịu thua. Ông nói chịu thua hàng không? Hồi nãy mới quay tiếng các bạn, ông nói chịu thua. Ông này chịu thua. Tôi lấy tiền rồi. Ôi, mỗi lần ông cho tôi sao? Cậu qua bàn quần thì mày nhớ nha. Nhớ gì? Nhớ gì? Ê, các bạn ơi, cũng lùng. Nói chung là mình... Nói chung là mình dụ được mấy ổng rồi nha bạn. Cái đậu phộng mình chứ. Ủa đi về đi ông cố ơi. Tôi... Đâu hả? Ê ông Sạm đâu hả? Ê. Mày đi vô coi. Ở lại ăn miếng kêu luôn nội. Ở lại ăn miếng kêu đi rồi vậy. Mày đi cho tên kè đậu phộng sắp sách tủ rồi. Đi ăn miếng kêu đi. Đậu phộng mình có tiền bắp tên. Không bây giờ vô ăn hết thì tôi đưa tiền thật luôn. Tao giờ một biết tao ăn cái đậu. Vô ăn đi tôi được hả? Mày gây đi. Ông đi mình. Đừng có vũ chơi với mày. Hey, ông Sam. Họ nói chung là mình cho mấy ổng đành câu nha bạn. Cái đậu không? Bây giờ mình sẽ cho mình tính tiền các bạn. Bây giờ mình cho mình tính tiền. Tính tiền giùm mà em 6 tô muốn kêu chị. Dạ, 120. Rồi em gửi tiền luôn. Dạ. Trời ơi các bạn, đậu phộng. Giờ mình sẽ dọn dẹp yên chung đây mình đi về rồi nha các bạn. Cái đậu phộng cho mấy ổng được thành công các bạn nhớ like cho mình nha các bạn. Này, bây giờ mình sẽ kết thúc clip này nha các bạn. Nếu hay các bạn nhấn like cho mình và ủng hộ mình clip này nha các bạn. Các bạn like nha.